Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Boykin TV các bạn. Thì tiếp tục video, mình sẽ quay và cập nhật giá dưa leo hàng ngày và đăng lên kênh để cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo giá dưa leo trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có trồng dưa leo, quan tâm đến giá dưa leo hàng ngày thì vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình giá dưa leo trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có bán dưa leo hay là có biết giá dưa leo ở đâu thì vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi các bạn. Thì hàng ngày kênh Boykin TV sẽ quay và cập nhật giá dưa leo và một số loại nông sản có ở khu vực Cồn Chông A, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây ha. Thì do tình hình dịch bệnh diễn ra là khá phức tạp nên là một số nơi giãn cách xã hội theo chỉ thị 15-16 của chính phủ thì việc đi lại thu mua của các thương lái ở các tỉnh khác lại thu mua cũng gặp nhiều khó khăn và bất tiện, thì nên giá cả có thể thay đổi theo tùy khu vực tùy nơi. Thì em chỉ cập nhật giá ở tại khu vực Cồn Chông A, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây thôi ha. Thì quay lại tình hình giá dưa leo hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2021, thì thương lái mua tại khu vực Cồn Chông A, Hồng Ngự, Đồng Tháp với mức giá dao động tầm khoảng từ 5.000 đến 7.000 đồng trên ký các bạn. Đối với dưa leo đẹp thì em chỉ quay và cập nhật giá dưa leo tại khu vực Cồn Chông A, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây. Thì video chỉ cập nhật giá tại khu vực Cồn Chông A, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thì mọi người xem video có bán dưa leo, có biết giá dưa leo hay là các loại nông sản ở đâu thì vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo ha. Thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.